Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Bờ sông Hồng qua xã Kim Lan, huyện Gia Lâm bị sạt, lòng sông lấn sâu vào đất liền từ 2 đến 17 m, buộc chính quyền phải di rời năm hộ dân. Tại thôn 4, xã Kim Lan, sạt lở dài khoảng 25 m, ăn sâu vào bờ từ 2 đến 8 m, kéo đổ bức tường rào dài khoảng 6 mét của gia đình ông Nguyễn Văn Hải, đoạn đường ven sông và khoảng sân chung của nhiều hộ dân đã bị ngoạm phần lớn. Bờ sông sau sạt lở dựng đứng, cao hơn mặt nước khoảng 7 đến 8 mét, có vị trí chỉ cách mép nhà dân hơn 1 mét. Hiện bờ sông xuất hiện một số vết nứt, bề rộng 0,5 mét, kéo dài cả chục mét, nguy cơ đất tiếp tục trượt xuống sông. Khu vực này có 7 hộ dân với 35 nhân khẩu, tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 3.600 mét vuông gia đình sinh sống nhiều đời ở xóm 4, ông Nguyễn Xuân Hà hơn 60 tuổi cho biết chưa bao giờ bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng như vậy. Một số công trình phụ của nhà ông và các gia đình bên cạnh đã bị lòng sông nuốt chừng. Chính quyền tổ chức di rời khẩn cấp nhà ông ra ở nhà văn hóa xã. Ông Hà nói, tôi mong các cấp chính quyền sớm có biện pháp xử lý tình trạng sạt lở để gia đình có thể quay về nhà ổn định cuộc sống. Nếu việc xử lý kéo dài nhiều tháng, mong được hỗ trợ tạm cư. Ngày 25 tháng 9, lãnh đạo huyện Gia Lâm Hà Nội cho biết, cán bộ huyện đã kiểm tra hiện trường, triển khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân tại khu vực sạt lở ở thôn 4 xã Kim Lan, đồng thời di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo ông Trương Văn Học, phó chủ tịch huyện Gia Lâm, bờ bãi sông Hồng chủ yếu là đất cát pha liên kết yếu. Từ đầu tháng 8, do ảnh hưởng mưa bão, trên địa bàn xã Kim Lan xuất hiện một số vết nứt dọc bờ sông sau cơn bão Iagi, bão số 3, nước sông Hồng dâng cao gần mức báo động 3. Khi nước rút kéo theo phần đất, cát đã mất liên kết dẫn đến sạt lở. Nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chiều 24 tháng 9 đã tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp tiếp theo trục vớt nhịp cầu phong châu bị sập. Chủ trì hội nghị Đại tá Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ khẳng định Nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích còn lại. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cho biết đã huy động 88 cán bộ chiến sĩ, 2 tàu 400 tấn, 1 tàu 750 tấn, cầu 450 tấn, cần cẩu máy đục 450 tấn cùng nhiều phương tiện để tiến hành phá giữa bê tông mặt cầu bị sập và tìm kiếm những người mất tích. Bộ chỉ huy quân sự sẽ lập 3 tổ tuần tra cơ động tìm kiếm nạn nhân dọc hai bên bờ sông các xã phường ven sông bố trí lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Thợ lặn của Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục tổ chức lặn tìm kiếm nạn nhân mất tích khu vực cầu sập. Các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp nhịp nhàng để tổ chức tìm kiếm cũng như xử trí khi tìm thấy thi thể nạn nhân đảm bảo nhanh chóng kịp thời. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ có trách nhiệm huy động nhân lực, phương tiện tổ chức đục cắt rỡ từng bộ phận của cầu Phong Châu đưa lên vị trí tập kết. Trong khi đó, lữ đoàn 249 được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lắp cầu phao đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cập nhật tình hình thủy văn, tốc độ dòng chảy để các cơ quan chủ động phương án trục vớt và tìm kiếm. Các thành viên tổ giám sát việc phá rỡ cầu, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức canh gác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác trục vớt cầu. Cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác dân vận, thông tin đầy đủ, chính xác kịp thời để động viên tinh thần, an ủi các gia đình có người thân mất tích. Tỉnh Phú Thọ cũng sẽ duy trì tổ công tác túc trực hai bên đầu cầu 24 trên 24 giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Sáng 25 tháng 9, anh Phan Minh Thắng, sinh năm 2004, chú xã Cơ Giang, huyện Đắc Đoa, Gia Lai, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Anh Thắng là người đã được các chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn phối hợp cùng công an xã Đắc Răng và công an huyện Mang Yang giải cứu thành công sau 9 ngày bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Anh Thắng kể lại, sáng 16 tháng 9, anh đã đi xem người dân câu cá ở bãi bồi trên sông Ayun rồi ngủ quên. Tới chiều mới tỉnh giấc thì thấy nước sông đã lên cao do lũ đổ về, dòng nước đục ngầu chảy xiết, khiến anh không thể vượt sông vào bờ. Đến tối, dòng nước tiếp tục dâng cao, cuốn trôi anh Thắng xuống đoạn sông bên dưới. Khi bị trôi được một đoạn, anh Thắng cố gắng cùa quạng rồi vớ được đám cây bụi giữa dòng và neo vào cấu thủ chờ người đi qua kêu cứu. Nhưng từ hôm đó tới 9 ngày sau, không ai phát hiện ra anh Thắng đang neo ở bụi cây giữa dòng sông Ayun. Suốt thời gian đó không có gì để ăn, anh Thắng chỉ uống nước sông cầm cự. Đói lạnh và kiệt sức, có nhiều lúc Thắng nghĩ mình sẽ chết. Anh thắng kể, trong những ngày đó, nước sông lớn chảy xiết nên em không dám bơi vào bờ. Để sống sót, em cố bám chặt vào cành cây, uống nước sông cầm cự. Buổi đêm trời rất lạnh, mưa nên nhiều lúc em mệt quá lả người đi. Lúc tỉnh dậy chỉ mong ngóng gặp người đi qua để kêu cứu nhưng không có ai. Sau 9 ngày cầm cự, đến đầu giờ chiều ngày 24 tháng 9, thấy một người dân làm rẫy đi ngang qua khu vực anh thắng kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ bụi cây giữa sông Ayun, người này tức tốc chạy về trình báo công an xã Đắc Răng. Khoảng vài chục phút sau, anh thắng được lực lượng công an xã Đắc Răng tiếp cận, bơi qua sông, mang dây và áo phao giải cứu. Theo một cán bộ công an xã Đắc Răng, lúc lực lượng tìm đến, anh thắng nằm bất động trên ngọn cây giữa dòng sông. Lúc này, các chiến sĩ nghĩ rằng anh thắng đã ngất xỉu, nhưng rất may anh thắng vẫn tỉnh táo. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm cách đưa áo phao, dây thừng hỗ trợ giải cứu anh thắng vào bờ an toàn. Ông Nguyễn Trung Hiếu, anh rể anh Thắng cho biết, mẹ anh Thắng mất sớm, cha bỏ đi biệt tích. Hơn 10 năm qua, Thắng ở cùng gia đình ông Hiếu. Hơn một tháng trước, anh Thắng xin đi phụ bán cà phê cho một quán trên địa bàn huyện Mang Yang. Hôm 16 tháng 9, anh Thắng rời khỏi nhà đi làm nhưng đến tối không thấy về nên gia đình tổ chức tìm kiếm. Do không tìm thấy nên sáng hôm sau, gia đình trình báo công an. Cùng với đó, gia đình cũng đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng giúp đỡ. Đến chiều 24 tháng 9, khi nghe lực lượng chức năng báo tin đã tìm thấy Thắng bị mắc kẹt giữa dòng sông suốt 9 ngày, người thân mừng phát khóc. Họ không nghĩ rằng anh đã trải qua những ngày sinh tử một mình giữa dòng nước xiết lâu như vậy. Một bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Mang Yang cho biết, lúc tiếp nhận Thắng từ trạm y tế xã Đắc Răng chuyển lên, thể trạng nạn nhân rất yếu. Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ phát hiện bạch cầu trong máu nạn nhân tăng cao, bị viêm họng và lở loét bàn chân. Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ, điều trị triệu chứng và nâng đỡ thể trạng dần dần. Ngày 24 tháng 9, công an xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng cứu sống một người đàn ông bị lũ cuốn trôi. Cụ thể, vào thời điểm các cán bộ thuộc tổ trực phòng chống lụt bão của xã Định Tân đi tuần dọc bờ đê để chủ động phòng chống và hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản đã phát hiện người đàn ông trôi trên sông Mã, mắc kẹt ở cành cây gần khu vực trạm bơm Yên Hoành. Sau khi phát hiện, lực lượng công an xã và dân quân tự vệ đã nhanh chóng treo thuyền và dùng áo phao đưa người đàn ông vào bờ an toàn. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông được cứu sống là ông NVC, sinh năm 1972, trú ở xã Định Hải, huyện Yên Định. Trước đó gần 1 giờ đồng hồ, ông C bị trượt chân, ngã xuống sông Mã, trôi theo dòng nước khoảng 2 km. Khi đến gần trạm bơm Yên Hoành thì bám được vào cành cây ven sông và đã được công an xã Định Tân, huyện Yên Định phát hiện và cứu sống. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc nên hai ngày trước đó, nhiều huyện, thị, thành phố của Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, mưa lớn kèm nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao. Do mưa lớn kết hợp các thủy điện xả lũ khiến nước sông Mã và sông Chu lên cao làm hàng ngàn hộ dân khu vực ngoài đê thuộc thành phố Thanh Hóa bị ngập lụt. Chiều 24 tháng 9, ông Hoàng Văn Mão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố đã có mặt tại bờ đê sông Mã để kiểm tra công tác phòng chống ngập lụt, ứng trực hỗ trợ người dân. Theo ông Mão, thời điểm hiện tại, phường Thiệu Dương có 1.743 hộ, trong tổng số 2.218 hộ dân sinh sống ngoài đê bị ngập lụt. Từ ngày 22 tháng 9, khi nước sông Mã dâng cao, Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa và thành phố Thanh Hóa, phường Thiệu Dương đã tổ chức di rời 585 nhân khẩu tới nơi an toàn. Do nước lên không quá nhanh, nhà các hộ dân tương đối kiên cố, nên chính quyền thực hiện sơ tán, di rời tại chỗ, sang nhà anh em họ hàng, hàng xóm. Tại phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, do nước sông Chu lên cao, nên gây ngập lụt cho hàng trăm hộ dân sống ở ngoài đê. Chính quyền địa phương cũng lập trạm gác ngay tại bờ đê từ ngày 2 tháng 9, cắt cử lực lượng ứng trực 24 trên 24 để giúp di rời dân, theo dõi, xử lý các tình huống khẩn cấp. Trong khi đó, mưa lớn cũng đã khiến nước sông Lèn dâng cao. Hơn 700 ngôi nhà của xã Yến Sơn và thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ngập trong biển nước. Người dân phải dựng lán tạm trên đê để đồ đạc, nuôi gia súc. Nhiều hộ dân đang phải sống trong cảnh cô lập. Bà Đinh Thị Mai, sinh năm 1956, cư dân tại tiểu khu Tương Lạc, cho biết đây là lần đầu tiên trong gần chục năm qua, Người dân mới chứng kiến cảnh nước lụt cao như vậy. Bà Mai nói: "Nước bắt đầu dâng nhanh trong buổi chiều, đến tối nước vẫn tiếp tục lên, chúng tôi không dám ngủ, phải canh để chủ động sơ tán." Theo bà, nước sông Lèn năm nay tràn vào nhà vẫn chưa đạt đỉnh so với các năm 2007 và 2017. Ngoài ra, gia đình anh Lê Văn Dũng, sinh năm 1994 ở thôn Chối Cầu, xã Yến Sơn cho biết, nước sông dâng nhanh khiến anh không kịp trở tay khi thấy nước dâng bất thường, anh đã nhanh chóng kê đồ đạc lên cao và đưa đàn lợn hơn 30 con lên bờ đê để làm lán chăn nuôi tạm, đồng thời phải làm lán cho lợn sống tạm trên đê. Cũng như gia đình anh Dũng, các hộ dân ở thôn Chuế Cầu đã mang đồ đạc lên đê để trú tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại tài sản. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung cho biết, sau khi nắm bắt tình hình xả lũ và dự báo mực nước sông Lèn dâng cao, Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an và quân đội để hỗ trợ di dời người dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn ngay từ sáng ngày 22 tháng 9.